Thưa quý vị, những ngày gần đây, người dân trên địa bàn một số tỉnh phía Nam phản ánh tình trạng hóa đơn tiền điện của tháng 11 năm 2023 tăng cao bất thường, thậm chí là có gia đình tăng đến gấp đôi. Vì sao lại có tình trạng này? Liệu rằng có sự bất thường ở đây hay không? Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Quá ở huyện Long Điền nhận được thông báo qua Zalo từ cổng Công ty Điện lực miền Nam hóa đơn kỳ 1 tháng 11 năm 2023 có mức điện năng tiêu thụ 706 kWh, tương ứng với số tiền thanh toán 1 triệu 824 nghìn đồng. Mức tiêu thụ này tăng gấp đôi so với tháng 10 năm 2023. Giờ mình không biết khiếu nại đâu hết, nhưng mà mình biết rằng bây giờ cái số điện nó lên. Tại vì bây giờ nó có một tháng mấy này thôi, nhưng mà mình đóng bữa nay là đóng gần 2 triệu bạc. Bình thường như là mấy tháng trước hình như đóng 600 mấy, 700 đổ lại. Cũng theo thông báo từ Zalo, tháng 11 này, gia đình bà Nguyễn Thúy Phượng và ông Lê Văn Hiệp ở huyện Long Điền phải thanh toán số tiền điện hơn 1 triệu 772 nghìn đồng, tăng gần gấp đôi so với tháng trước. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu kỹ thì kỳ thanh toán này kéo dài đến 53 ngày, từ ngày 7 tháng 10 năm 2023 đến 30 tháng 11 năm 2023, nên gia đình không thắc mắc. Trong cái tháng 11, người ta tính là trong một tháng 11 và 23 ngày của tháng 10 nữa. Do đó cái tiền điện thì nó phải gần như gần tăng gấp đôi lên. Đó. Thì như nhà anh xài cái chỉ số điện rồi cái số tiền là rất là hợp lý. Theo lý giải của Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, từ tháng 11 năm 2023, công ty thay đổi ngày ghi chỉ số tiêu thụ điện theo hướng chốt ngày đầu kỳ và cuối kỳ trong tháng, chứ không áp dụng theo cách cũ là nửa tháng trước và nửa tháng liền kề. Chính vì vậy, chỉ số tiêu thụ điện kỳ này ngoài 30 ngày của tháng 11 còn cộng thêm các ngày dôi dư của tháng 10. Ngoài ra, từ ngày 9 tháng 11 năm 2023, giá điện cũng đã được điều chỉnh tăng bình quân 4,5%, nên đẩy số tiền điện thanh toán của khách hàng tăng cao. Trước đây thì do điện lực tỉnh lắp công tơ cơ, cho nên cái việc thu thập dữ liệu thì phải thực hiện thủ công. Thế nên là ngành điện phải chia ra nhiều phiên và nhiều ngày ghi điện trong tháng để phát hành hóa đơn. Tuy nhiên, cái việc phát hành hóa đơn này thì bên kiểm toán nhà nước cũng chỉ ra là nó chưa phù hợp. Bởi vì thứ nhất thì cái sản phẩm mua và bán không quyết toán cùng trong tháng, và cái quyết toán tài chính cũng không thể hiện rõ trong năm kế toán, mà lại vượt qua của tháng trước nhưng mà tính qua tháng sau. Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tính và áp định mức thêm đối với các cái ngày được kéo dài thêm tùy theo khu vực để đảm bảo cho quyền lợi khách hàng không bị thiệt hại. Theo Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu, từ tháng 12 năm 2023, các chỉ số tiêu thụ điện của khách hàng được tính bình thường theo số ngày trong tháng. Ngành điện khuyến cáo khi có thắc mắc các dịch vụ về điện, người dân cần liên hệ đến trung tâm chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Nam qua hai số điện thoại 1900 1006 hoặc 1900 9000 hoặc đến phòng chăm sóc khách hàng của điện lực địa phương để được hỗ trợ giải đáp.